Diêu dịch bị ép tham dự khai hoang vũ trụ, tính mạng nguy trong sớm tối, ngoài ý muốn buộc chặt hệ thống đầu tư. Có thể đi tới đi lui xuyên qua hiện thực cùng yêu thần ký, cũng đầu tư mục tiêu đạt được khen thưởng. Tiếu ngưng nhi, ép cấp hội báo suất, có thể đầu tư hạng mục. Giờ USL thức cơ giáp, nano chiến y, giữa 66 điện thoại di động, lôi định tăng phúc khí. Diệp tử vân. Ép cấp hội báo suất, có thể đầu tư hạng mục tuyệt đối không độ tê thức cơ giáp, thể chất cường hóa dược tề, phù du pháo. hô Diên Nhược Lan, tỷ lệ hồi báo cấp A, dự án có thể đầu tư. Dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại cùng tiên tri tiên giác, diêu dịch ở thế giới yêu thần lăn lộn phong sinh thủy khởi. Mà ở thế giới hiện thực, diêu dịch trở thành yêu linh sư hệ thống người sáng lập, vũ trụ người giàu nhất, thế giới đệ nhất thế lực chi chủ. Hôm đó, yêu chủ xua đuổi trăm vạn thú triều xâm lớn quan huy chi thành thấy trên tường thành dày đặc hồng pháo, cùng các loại cơ giáp lơ lửng trên không trung, đại não ngừng hoạt động. Nhíp ly. Ta cảm giác vẫn sống trong bóng ma của hắn. Tiểu ngưng nhi. Hắn là anh hùng của quan huy chi thành, cũng là. Anh hùng của ta. Thủ lĩnh ngân hà liên bang. Cống hiến của ta đối với liên bang không bằng một phần vạn của diêu dịch. Chương 1 Đầu tư tiêu ngưng nhi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tả cổ tinh vực, khu giao chiến giữa trùng tộc và nhân tộc. Ốc tinh, một tinh cầu thích hợp cư trú trong khu giao chiến, mặc dù có tài nguyên, nhưng không nhiều lắm. Một căn cứ hình trụ khoa học viễn tưởng rõ ràng không thuộc về tinh cầu mang hoang, sừng sững trên mặt đất. Đã gần đêm, bên cạnh căn cứ, ngoại trừ đầu, thanh niên anh Tuấn toàn thân bị mảnh giáp huyền hắc kim loại bao vây nhíu chặt mày trong tai nghe không ngừng truyền ra âm thanh cảnh báo chói tai. Không cần nói nhắc nhở, diêu dịch cũng có thể nhìn thấy một con nhện. Nhưng so với diêu dịch không cao lắm, trùng tộc sáu chân, toàn thân lông tơ dài nhỏ chậm rãi tới gần. Tám con mắt đỏ tươi nhìn chầm chằm diêu dịch, hung hãn đến cực điểm. Mục tiêu tìm kiếm thành công. Trùng tộc cấp 1, nhung châm độc chu. Lông tơ toàn thân chứa dấu vết độc tố, có thể khiến người ta hôn mê ý thức xin hãy đảm bảo da không bị lộ ra ngoài. Diêu dịch nắm chặt súng ống trên tay, thần sắc bất đắc dĩ trong ba ngày canh giữ chuẩn bị chiến đấu, 30 viên đạn mà cha dựng mình chuẩn bị đã sớm dùng sạch sẽ. Hôm nay gặp phải trùng tộc cấp 1, vẫn là nhung châm độc chu không thể cận chiến. Mạng ta xong rồi. Nhung châm độc chu cũng xác nhận diêu dịch không có uy hiếp. Nhanh chóng đánh về phía diêu dịch. Diêu dịch vẫn không buông tha, vùng chiến đao chống cự chân trước do độc chu đâm tới. Lông tơ của nhện độc nhung thoát ly, bay trong không khí, không ít lông tơ đánh vào mặt diêu dịch, một số thậm chí bị hút vào phổi. Tầm mắt diêu dịch dần mờ đi. Nằm xuống đất. Hành động cuối cùng trước khi mất ý thức, diêu dịch nhìn thấy chân con nhện độc kia đã đâm vào bụng hắn. Đinh, đầu tư hệ thống đã xâm lấn. Đã trói định thành công, đinh, ký chủ sinh mệnh nguy cấp. Đinh, hệ thống tiềm năng đại bộc phát, tự động thăng cấp thành lưỡng giới xuyên toa. Đầu tư hệ thống đang đem ký chủ an toàn chuyển tới thế giới yêu thần. Nơi thí luyện, một cô gái ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dưới ánh trăng chiếu xuống, có vẻ lạnh diễm quyến rũ. Lúc này trên người phát ra quang huy màu xanh. Nàng giống như chịu đựng thống khổ nào đó, trên trán mồ hôi đầm đìa, chân mày nhíu chặt, răng nanh khẽ cắn. Dù vậy, nàng cũng chịu đựng đau đớn, chỉ vì có một ngày có thể chúa tể vận mệnh của mình. Phanh Một tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến tiêu ngưng nhi cảnh giác. Nàng nhanh chóng lấy ra một thanh đoạn kiếm, nhìn về phía âm thanh. Đúng là một gã nam tử xa là toàn thân bọc giáp kim loại, bụng bị thương. Thấy đối phương đã hôn mê, bụng còn chảy máu ra ngoài. Tiêu ngưng nhi không kịp nghĩ nhiều, đành phải vụng về cầm máu cho diêu dịch, mang người về gia tộc. Không biết qua bao lâu, Diêu dịch dần dần tỉnh táo. Nghe được một trận thanh âm hùng hậu nam tính tranh cãi âm ỉ. Ngưng nhi, ngươi cùng thần thánh thế gia thẩm phí công tử có hôn ước trong người, sao có thể mang nam tử xa lạ về nhà? Sau đó là giọng nữ thanh nhu. Ta đây cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở bên ngoài nha. Trong lòng sinh nghi hoặc. Mình là bị pháo hôi đồng dạng đến ốc tinh khai hoang cứu. Không đúng. Thần thánh thế gia thẩm phí. Đây dường như là nhân vật phản diện trong một bộ tiểu thuyết. Hôn ước. Ngưng nhi. Ai không phải là một trong những nữ chính của tiểu thuyết, tiêu ngưng nhi. Chính mình xuyên qua đến ngân hà liên bang về sau, lại xuyên qua đến yêu thần thế giới. Đây chính là thế giới huyền huyễn tu chân. Tại yêu thần thế giới có thể tu hành linh hồn, dung hợp yêu linh, thu hoạch hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực. Tiểu tử, còn muốn nghe lén tới khi nào? Diêu dịch còn muốn giả vờ hôn mê một hồi, để thu thập càng nhiều tình báo. Lại trực tiếp bị tiêu vân phong vạch trần. Diêu dịch đành phải chống đỡ thân thể. T. Miệng vết thương truyền đến đau đớn như xé rách, diêu dịch nghe răng trận mắt hướng hai người ông quyền. Tại hạ diêu dịch, từ ngân hà liên bang đến, xin hỏi nơi này là. Diêu dịch thấy rõ diện mạo hai người. Không khỏi ngay người. Giai nhân trước mắt kia, dáng người yếu điệu, chải tóc đuôi ngựa cao. Lông mày như lá liễu, mũi quỳnh khéo léo, môi đỏ mọng mềm mại, khuôn mặt trắng nõn phím hồng nhạt. Bộ dáng này so với hình tượng trong anime và truyện tranh, tinh xảo hơn nhiều, chỉ là quá non nớt một chút. Diêu dịch nghĩ. Một tấm bản đột ngột xuất hiện trước mắt. Tên. Tiêu ngưng nhi tỷ lệ trả lại. S cấp dự án có thể đầu tư. AK-47, phiên bản tổn thất xương ngoài thể mở, chiến đao hợp kim ER. Diêu dịch lộ vẻ kinh ngạc. Hệ thống. Ngón tay vàng của mình rốt cục là đến sổ sách. Diêu dịch nhanh chóng kiểm tra chức năng hệ thống. Có thể xuyên qua hai giới đầu tư người khác, đạt được phần thưởng kết xu. Tỷ lệ trả lại càng cao, phần thưởng trả lại càng tốt. Đó chẳng phải là nói, ta có thể ở trong yêu thần đầu tư tiêu ngưng nhi, doanh nguyệt như các nữ thần, mở rộng hậu cung đồng thời còn có thể chiếu cố hệ thống khen thưởng. Ở Ngân Hà Liên bang truyền thừa yêu linh sư hệ thống, trở thành yêu linh sư thủy tổ, đến lúc đó có lẽ còn có thể thử nghiệm khoa học kỹ thuật cùng yêu linh dung hợp phát triển. Cái gì cơ giáp minh văn truyền kỳ, máy luyện đang tự động, truyền tống trận tinh tế. Diêu dịch từ trong tưởng tượng hoàng hồn. Thấy Tiếu Ngưng Nhi bị hắn nhìn chầm chầm có chút ấm áp, vội vàng cúi đầu chờ đợi đáp lại. Ngân Hà Liên bang đó là nơi nào? Nếu không trả lời được, đừng trách ta lôi ngươi ra, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Tiêu Vân Phong cũng không hoài nghi tính chân thật của lời nói của Diêu Dịch. Bộ áo giáp kỳ quái kia, còn có thanh đại đao không có kèm theo minh văn, lại cực kỳ cứng rắn. Tuyệt đối không thuộc về quan huy chi thành, là vật chứng hữu lực của Diêu Dịch. Đó là một địa phương rất xa xôi, ta cũng bị yêu thú đuổi giết, mới thông qua truyền tống tới nơi này tiêu vân phong quét mắt nhìn diêu dịch vết thương hắn kiểm tra qua đúng là do yêu thú nào đó tạo thành bên trong còn có lông tơ còn sót lại nếu bị thương bởi vũ khí tiêu vân phong kia không nhất định sẽ mạo hiểm đắc tội với người khác lưu diêu dịch lại quan huy chi thành không phải là nhân loại duy nhất còn sót lại sau thời đại hắc ám ít nhất còn có ngân hà liên bang sao nhìn dáng vẻ của hắn ngay cả linh hồn lực cũng không có tu luyện chẳng lẽ Ngân Hà liên bang ngay cả người thừa kế yêu linh sư bị mất? Tiếu Vân Phong nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía Diêu Dịch mang theo chút thương hại cùng bi ai. Thật khó tưởng tượng, nhân tộc không có yêu linh sư, có thể dùng cái gì đi đối kháng yêu thú cường hãn? Ngươi nghĩ ngơi trước đi. Ngưng nhi, trong chừng hắn. Nhận được tin tức của nhân tộc khác, Tiêu Vân Phong tạm thời từ bỏ ý định ném Diêu Dịch ra ngoài. Thuận theo chiến đao hợp kim ER của Diêu Dịch, chuẩn bị tìm minh khắc sư đến thử một lần, có thể thông qua minh văn tăng cường độ chiến đao hay không? Nếu có thể, chỉ cần lấy từ trong miệng diêu dịch ra vật liệu chiến đao phối hợp, hoặc là lấy được vị trí của ngân hà liên bang. Dực Long gia tộc bọn họ có thể phát đạt rồi. Tiêu Vân Phong tràn đầy chờ mong rời đi. Lưu lại Tiêu Ngưng Nhi và Diêu Dịch, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Diêu Dịch thở phào nhẹ nhõm, xem ra tạm thời là thu được tín nhiệm của Tiêu Vân Phong, không cần ngủ ngoài đường. Ngươi nằm xuống đi, nhìn ngươi mồ hôi lạnh đều đau ra. Diêu dịch không để ý tiêu ngưng nhi khuyên giải. Lau mồ hôi trên trán, ông quyền với tiêu ngưng nhi. Cảm tạ ơn cứu mạng của ngưng nhi cô nương, liên bang ngân hà chúng ta chú ý có ân tất báo, thiết giáp cùng vũ khí này báo đáp cho ngươi. À, không cần không cần. Tiêu ngưng nhi cũng không nghĩ tới diêu dịch lại, hào phóng, như vậy, liên tục khoát tay cự tuyệt diêu dịch không thể nghi ngờ vỗ nút ngực mấy cột khí áp suất cao phun trào giáp phiến vốn đã khóa chặt buông ra diêu dịch dãy giụa lấy thiết giáp xương ra đưa cho tiêu ngưng nhi thứ này đối với gia tộc các ngươi có ý nghĩa nghiên cứu không nhỏ hơn nữa hiện tại đối với ta cũng không có chút nào tác dụng coi như giao chỗ ở phí dụng diêu dịch vừa dỗ vừa lừa mới để tiêu ngưng nhi nhận lấy đống trách nát này kích hoạt thành công hệ thống thanh toán đầu tư Mục đích đạt được, Diêu Dịch chắp tay trước ngực, cầu nguyện phần thưởng có thể khá hơn một chút. Chính mình có thể hay không tại yêu thần thế giới, hoặc là ngân hà liên bang bên trong sống sót, phải xem phần thưởng đầu tư thế nào. Đầu tư chiến đao hợp kim ER, ngoại cốt với tiêu ngưng nhi, đang thanh toán chỉ số lợi hại. Đạt được hồi báo khen thưởng. Linh hồn lực tăng lên 100, yêu thần tiểu thuyết 132 chương. Chương 2 Chiếm đoạt tiên cơ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Linh hồn lực 100 Đổi thành đẳng cấp chính là yêu linh sư thanh đồng nhất tinh. Quan huy chi thành chủ yếu có hai loại hệ thống thăng cấp là yêu linh sư và võ giả. Mức độ từ thấp đến cao được chia thành Đồng, bạc, vàng, vàng đen, huyền thoại. So sánh với võ giả, chủ tu linh hồn lực có thể thông qua yêu linh phụ thể, đạt được lực lượng vô cùng. Càng được thế nhân theo đuổi nhưng chính mình nhưng là ngay cả công pháp đều không có luyện trực tiếp vô não tăng lên linh hồn lực có thể hữu dụng sao công pháp ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của yêu linh sư công pháp thích hợp cường đại chẳng những có thể làm cho tốc độ tu hành của yêu linh sư làm ít công to càng có thể làm cho yêu linh sư thực lực tăng vọt giống như thiên đạo thần quyết của nhân vật chính nhiếp lệ người khác nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một con yêu linh hắn lại có thể dung nạp bảy con vả lại mỗi lần dung nạp đều có thể tăng cường thực lực trên diện rộng. Dùng mông nghĩ cũng biết, đây quả thực là ưu thế so với trời còn lớn hơn. Nếu như có thể lừa gạt tới tu luyện thì tốt rồi. Chủ yếu vẫn là tiểu thuyết, yêu thần. 132 chương, nếu như nhớ không lầm, một chương miễn phí nào đó cũng kết thúc ở chỗ này. Nếu muốn nhìn về phía sau, phải thêm tiền. Dựa vào thứ đồ chơi này, chính mình liền có thể chiếm trước tiên cơ, đi mưu cầu nhân vật chính kỳ ngộ diêu dịch đuổi tiêu ngưng nhi đi nằm ở trên gối đầu nhìn thấy chung quanh trang trí thiên về nữ tính hóa ngửi được mùi thơm nhát sâu kín trên giường phản ứng lại nơi này không phải là khuê phòng của tiếu ngưng nhi chứ hơi ngượng ngùng hai giây diêu dịch một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào bảng điều khiển xem xong chương miễn phí của yêu thần nửa ngày trôi qua Diêu dịch một lần nữa nhớ lại mấy cơ duyên tương đối quan trọng của nhân vật chính nhiếp ly. Chữa thương cho Tiêu Ngưng Nhi Kiếm được hảo cảm của Tiêu Ngưng Nhi cũng là bắt đầu khiến Tiêu Ngưng Nhi rơi vào tay giặc. Báo cho tử lang thảo 60 loại công dụng vì tiến vào luyện đan sư công hội đặt nền móng. Cũng mua với giá thấp trước, kiếm được hàng tỷ yêu linh tệ. Thăm dò di tích, đạt được yêu linh trưởng thành cấp thần. Ảnh yêu cùng đạo cụ cấp ngoài thời không yêu linh chi thư đấu giá hội lần nữa đạt được đạo cụ treo bên ngoài mộng yểm yêu hồ trường sinh linh giá thần vẫn thiên lôi kiếm linh khôi việc cấp bách bây giờ là xác nhận dòng thời gian nếu như có thể giành được những cơ hội này trước nhân vật chính có thể trực tiếp cất cánh xem ra tiêu ngưng nhi còn chưa gặp nếp lệ mỗi đêm nàng đều đến nơi thí luyện tu luyện nói không chừng chính là lúc đó cứu mình. Diêu dịch lẩm bẩm trong lòng. Nghe thấy két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, tiêu ngưng nhi mang theo hộp cơm đi vào. Ăn cơm. Tiêu ngưng nhi chào hỏi, đưa hộp cơm cho diêu dịch, muốn xoay người rời đi. Diêu dịch chú ý tới sắc mặt khó xử của nàng, trực tiếp dò hỏi. Bọn họ bảo ngươi tới tìm ta tìm hiểu tin tức đi. Tiêu ngưng nhi kinh ngạc nhìn diêu dịch. Giống như bị vạch trần tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc phím hồng, chân tay luống cuốn không được tự nhiên một hồi, gật đầu nghi hoặc nói. Làm sao ngươi biết? Suy đoán. Trang bị có khắc minh văn không? Ừm, nghe nói ở trên khắc minh văn thanh đồng cường độ không kém minh văn bạch ngân. Diêu dịch mở hộp cơm, vội vàng gấp hai miếng cơm, phụ họa tiêu ngưng nhi. Và để nó mạnh dạn nói ra những gì nó muốn biết. Món chay mặn trong hộp cơm phối hợp, tuy rằng khẩu vị thanh đạm, nhưng lại làm cho khẩu vị diêu dịch đã lâu không ăn cơm mở rộng. Vị trí của ngân hà liên bang ngươi biết ở đâu không? Diêu dịch liếc mắt đếm ngược làm mát ở góc trên bên trái bảng điều khiển hệ thống. 4 giờ 21 phút 16 giây, 4 giờ 21 phút 15 giây, 4 giờ 21 phút 14 giây, chỉ cần đếm ngược chấm dứt, mình tùy thời đều có thể truyền tống trở lại ốc tinh. Tự mình có thể trở về, diêu dịch còn không rõ có thể dẫn người hay không chỉ đành lắc đầu tổng bộ ngân hà liên bang ở năm châu bảy dương chỉ sợ nói ra các ngươi cũng tìm không thấy a à, quả thật không nghe nói đến nơi này như vậy vũ khí và vật liệu thiết giáp phối phương ngươi biết không đùa gì thế diêu dịch chăm chọc ngay cả khi hợp kim er đã bị loại bỏ nhưng công thức vẫn là bí mật quân sự mình chỉ là một dân chúng tóc húi cua không muốn sống nữa mới có thể đi tìm hiểu những thứ này diêu dịch lại lắc đầu tiêu ngưng nhi mất mát một cái chớp mắt cố gắng nở nụ cười nói không có việc gì ngươi an tâm dưỡng thương diêu dịch đem cảm xúc của tiêu ngưng nhi thu vào đáy mắt lại lên tiếng ngăn cản đối phương rời đi chờ một chút ta ngược lại là ngẫu nhiên có được một quyển sách thuốc trong đó ghi lại tác dụng của dược vật vô dụng tử lang thảo có lẽ ở chỗ các ngươi sẽ hữu dụng Tử Lan Thảo 60 loại tác dụng, trong sách chỉ rõ ràng viết ra một loại. Luyện chế tụ hồn đan, dưỡng linh đan thì gia nhập Tử Lam Thảo. Có thể khiến dược hiệu tăng lên 3 thành, số lượng thành đan thì có thể tăng lên gần một nửa. Còn có phối hợp với năm loại dược liệu khác có thể tẩm bổ linh hồn lực, làm dịu da thịt. Nhưng, là năm loại dược liệu nào lại không có nói rõ. Còn lại hoặc là mang qua một khoảng, hoặc là không đề cập tới chỉ dựa vào một loại dược hiệu này, hẳn là cũng đủ để kiếm cái trăm ngàn vạn yêu linh tệ tiền nhỏ. Đem hai loại dược hiệu trước báo cáo, Tiêu Ngưng Nhi chạy chậm hướng phụ thân báo cáo. Đầu tư vào tử lan thảo của Tiêu Ngưng Nhi có hai tác dụng, đang tính toán chỉ số lợi hại. Hồi báo khen thưởng Linh hồn lực bị 100, phối phương tắm thảo dược tử lan. Cái này cũng có thể kích phát hồi báo. Diêu dịch vội vàng kêu to gọi tiêu ngưng nhi về, cũng báo cho mình biết cách điều chế thuốc tắm. Bất quá lần này cũng không có đạt được hồi báo khen thưởng. Nghĩ đến hệ thống phán định là có tiêu chuẩn, nếu không chính mình vô hạn bộ qua, chẳng phải là có thể một dây hắc kim, hai giây truyền kỳ. Diêu dịch cúi đầu kiểm tra vết thương. Đã kết vẫy, hơn nữa đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tiêu ngưng nhi hẳn là đã dùng thuốc cho mình rồi. Ông bụng đứng dậy, đi giày vào đi tới ngoài cửa thấy có hai gã người hầu dịch lông thế gia canh giữ ở bên ngoài, diêu dịch sở tính tìm bọn họ đòi quần áo sạch sẽ. Chỉ là thái độ của hai người này không tốt như tiêu ngưng nhi. Sau một thời gian, người hầu trở lại với một mớ quần áo. À, quần áo em muốn. Người hầu khinh miệt đem một bộ cùng loại màu xám người hầu trang phục, ném ở trong phòng. Diêu dịch đến gần, vừa ngồi sổng xuống. Liền ngửi thấy từ trên trang phục tản mát ra, một cổ mùi hôi thối. Quần áo này chỉ sợ là đã hai tháng không giặt. Nhìn thấy Diêu Dịch ăn chín lần ruột già, hai người hầu ông bụng cười to. Ha ha ha, ngươi xem bộ dạng chết tiệt của hắn kia. Một tên phế vật không có thực lực, lại không có thân phận, còn dám sai khiến chúng ta làm việc, thật là chê cười. Đừng tưởng ngưng nhi tiểu thư cứu ngươi một mạng, ngươi có thể mượn cơ hội mơ ước ngưng nhi tiểu thư. Không đái dầm chiếu chính mình cùng thẩm phí thiếu gia so sánh, người chính là ca cơ đi. Diêu dịch căm tức nhìn hai người, bây giờ hắn đã hiểu, cái gì gọi là diêm vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi. Nha nha, còn dám trừng lão tử, ngươi thật coi ta không dám sửa chữa ngươi đúng không? Đợi lát nữa đã nói thấy hắn đối với ngưng nhi tiểu thư quần áo bất kính, tin tưởng gia chủ đại nhân sẽ hiểu chúng ta, nói không chừng còn phải thưởng cho chúng ta. Hai gã đầy tớ thấy bốn phía không có người, trực tiếp đẩy cửa gỗ khuê phòng tiếu ngưng nhi ra đi thẳng về phía diêu dịch chương ba hí kịch mệnh sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio sắc mặt diêu dịch âm trầm lý do bọn họ tìm tuy rằng não tàn nhưng quả thật ghê tởm diêu dịch lo lắng nếu bị tiêu ngưng nhi hiểu lầm sau này đầu tư hợp lý như thế nào tuy rằng trong tiểu thuyết đối với người của dực long gia tộc ngoại trừ tiêu ngưng nhi cùng tiêu vân phong không có miêu tả chính diện gì. Tất cả đều là nói bọn họ thấy lợi quên nghĩa, ý mạnh hiếp yếu, vì tư lợi. Nhưng hại nhân đều có thể ti tiện đến trình độ này. Chỉ có thể là gia phong có vấn đề. Hai người còn đang tới gần, diêu dịch cầm lấy một cái ghế gỗ, chậm rãi lui về phía sau. Theo lý mà nói, chính mình đạt được hệ thống ban thưởng 200 linh hồn lực. Đã là thanh đồng nhị tinh yêu linh sư. Đối phó với hai võ giả thanh đồng hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Diêu Dịch chưa bao giờ tiếp nhận dạy học chuyên nghiệp, không biết linh hồn lực phải sử dụng như thế nào. Chỉ có thể vừa lui vừa ở trong tiểu thuyết yêu thần, tìm kiếm dấu vết nhân vật chính nít lệ sử dụng linh hồn lực. Học miêu tả trong tiểu thuyết, Diêu Dịch cuối cùng cũng cảm ứng được linh hồn hải cùng với linh hồn lực. Cũng thử đem linh hồn lực phóng xuất ra ngoài cơ thể. Còn muốn phản kháng vậy để ngươi chịu nhiều đau khổ một chút. Người hầu nói. Hai người tách ra chặn đường diêu dịch ra. Hoạt động cổ và cổ tay, đang muốn động thủ với diêu dịch. Một giây sau, lại thấy bên ngoài diêu dịch tràn ra ánh sáng linh hồn lực màu lâm nhạt. Biểu tình trêu tức của hai người hầu ác độc động lại. Trở nên sợ hãi, người nọ đúng là yêu linh sư. Dực Long gia tộc yêu linh sư không ít, gia chủ Tiêu Vân Phong càng là hắc kim cường giả. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đắc tội với yêu linh sư, đơn giản là bọn họ không có phần giá trị kia. Ác bộc lập tức quỳ xuống, ném ra chỗ dựa của mình. Ta là biểu ca của tiểu thiếp tiêu dực trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Đúng vậy. Nếu ngươi động vào chúng ta, tiêu dực trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêu dịch không nghe, linh hồn lực như sóng trào về phía hai người. Nhấn chìm cả hai, loạn soạn loạn soạn ngay cả yêu linh sư cũng không phải là hai vị ác phó không thể ngăn cản, thẳng tắp ngã xuống sàn gỗ phát ra một trận động tĩnh. Diêu dịch lần đầu tiên sử dụng linh hồn lực. Phương diện kỹ xảo khẳng định không làm được hoàn mỹ, chỉ có thể nói là miễn cưỡng mạnh mẽ có thể đối phó hai người. Ngoài đình viện, là hát kim yêu linh sư, tiêu vân phong nhạy bén nhận ra động tĩnh trong phòng. Hắn biết rất rõ những người trong gia đình kia là tính tiểu gì. Trong lòng dân lên một cổ điềm xấu mắng thầm. Không xong. Đồ tạp chủng chết tiệt, đừng làm hỏng đại sự của ta. Tiêu Vân Phong nhận được tình báo. Lập tức ngựa không dừng vó thí nghiệm hiệu dụng của tử Lan Thảo có chân thật hay không. Kết luận không cần nhiều lời, nhân vật chính nhiếp lệ nói, còn có thể giả. Cho nên Tiêu Vân Phong đương nhiên cảm thấy. Trong tay diêu dịch có thể còn nhiều hơn. Tình báo bí ẩn không thuộc về quan huy chi thành chỉ là tử lang thảo tin tức, đều có thể làm cho gia tộc tiền lời ngàn vạn, thậm chí trên ức yêu linh tệ. Nếu có thể moi được toàn bộ thông tin trong miệng diêu dịch ra, có lẽ có thể làm cho dực long gia tộc trở lại đỉnh phong. Nhưng bây giờ, bởi vì hai vị tôi tớ, sắp sửa làm cho hết thảy tưởng tượng này hóa thành bọt nước. Tiêu vân phong sao có thể không phẫn nộ? Mang theo uy thế của hắc kim yêu linh sư áp vào phòng. Tiêu vân phong thấy rõ hình ảnh trong phòng, lâm vào trầm mặt. Hai kẻ ác ngã xuống đất, sinh tử không biết, mà diêu dịch ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Điều này trái với nhận thức của Tiêu Vân Phong. Một người bình thường, làm sao có thể đánh thắng được hai gã võ giả? Ngươi là yêu linh sư. Dưới cảm giác của Tiêu Vân Phong, cường độ linh hồn lực của diêu dịch không chỗ nào che giấu. Nhưng điều kỳ lạ là, diêu dịch linh hồn hải rõ ràng không có dấu vết tu luyện linh hồn lực của thanh đồng nhị giống như bẩm sinh thấy diêu dịch gật đầu tiêu vân phong ném hai gã người hầu ra khỏi phòng hỏi vậy sao trước đây tôi không cảm nhận được khụ đây là cơ mật của liên bang chúng ta trước khi xác nhận các ngươi có thể tin thứ lỗi cho ta không thể nói được rồi tử lang thảo tác dụng ta đã chứng thực ta đã phái người đi đại lượng thu mua dự tính có thể kiếm được gần một ức yêu linh tệ ngươi xem phải chia thế nào diêu dịch lắc đầu làm bộ làm tịch trong thế giới yêu thần cũng không có thầy bói tiêu vân phong nhìn mà không hiểu ra sao nhưng lúc này diêu dịch có chút bí hiểm đều cho các ngươi đi ta cần biết một cái tin tức mấu chốt võ giả sơ cấp ban lão sư phải chăng là vì thần thánh thế gia trầm nhục tiêu vân phong nheo mắt giống như muốn nhìn thấu diêu dịch hiện tại diêu dịch vừa mới tỉnh lại chưa từng ra khỏi phủ đệ dực long gia tộc không nên biết võ giả sơ cấp ban cùng trầm hổ tên. Là hai người hầu kia nói cho Diêu Dịch. Không cần lo lắng, đây là truyền thừa của hí mệnh sư chúng ta, chỉ cần bấm ngón tay tính toán là có thể thấy rõ vận mệnh. Diêu Dịch thuận miệng giải thích. Ngoài quan huy thành, lãnh thổ rộng lớn vô ngần, có kỳ ngộ cùng truyền thừa thiên kỳ bách quái, chỉ là một thầy bói truyền thừa, không tính là cái gì. Thẩm hổ tự hồ là lần đầu tiên dạy học, tiêu ngưng nhi chính là người trong lớp bọn họ kịch bản đã bắt đầu diêu dịch mở đầu tiểu thuyết xác nhận từ lần đầu tiên thẩm hổ dạy học nhân vật chính nhiếp lệ sống lại bằng vào trọng sinh tri thức ưu thế vả mặt thần thánh thế gia cũng đạt được thần bí đại lão chú ý có phải có một học sinh tên nhiếp lệ đang đánh cược với thẩm tu không ách muốn nói thẩm hổ đi ngưng nhi ban làm lão sư hắn còn biết nhưng một học sinh làm sao có thể thu hút sự chú ý của hắn? Không có việc gì. Có hứng thú đi di tích kiếm một khoản hay không, ta dự tính lợi nhuận sẽ không ít hơn một ức yêu linh tệ. Diêu dịch nói không hề nghi ngờ là phó bản đầu tiên của nhiếp lệ sau khi sống lại. Di tích cổ Lam Thành Bên trong là quan tài trống của không minh đại đế. Thời không yêu linh chi thư tàn trang, thần cấp yêu linh ảnh yêu, cùng với trang bị tài bảo chồng chất như núi trong tiểu thuyết ghi lại mấy món trân bảo tốt nhất bị nhiếp lệ và diệp tử vận chọn đi còn lại vẫn có thể bán ra giá trên trời ức nguyên nếu có thể lấy di tích bảo vật làm của riêng ít nhất là không thiếu vốn khởi động trong hội đấu giá hồng ngọc mộng yểm yêu hồ có thể sản xuất ra yêu linh thần cấp vô hạn cũng có tư cách tranh giành nếu là có thể mua được tay vậy hắn có thể dùng thần cấp yêu linh đến đầu tư bạch phiêu đại lượng hệ thống khen thưởng một ức yêu linh tệ tiêu vân phong lại kinh ngạc vừa mới xuất ra giá trị ức nguyên tử lang thảo công dụng còn không bao lâu lại có một ức nguyên di tích cho dù hắn là hát kim yêu linh sư cũng không có bản lĩnh kiếm trăm triệu hợp pháp tiêu vân phong xem như phục diêu dịch nhìn về phía hắn ánh mắt giống như nhìn thần tài gia may mắn chính mình không có không để ý ngưng nhi mặt mũi đem diêu dịch ném đến trên đường cái thử hỏi ai sẽ không qua được tiền hiện tại coi như là đại trưởng lão tiêu dực tới tìm diêu dịch phiền toái, hắn cũng phải bảo vệ diêu dịch. Vừa mới nghĩ như vậy, ngoài cửa truyền đến tiếng chăm chọc không vui. Gia chủ thật có bản lĩnh A, vì một ngoại nhân mà động thủ với tộc nhân trong nhà. Hơn nữa để cho nam tử xa lạ ở vào khuê phòng của ngưng nhi cháu gái, nếu để cho thần thánh thế gia nghe được, ngươi có biết hậu quả không? Chương 4 Tìm tòi di tích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Bài gặp nhân vật chính Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Lừa gạt nhiếp lệ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Vì tiêu ngưng nhi chữa thương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đầu tư đại pháp hảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thanh đồng đỉnh phong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hồ Diên Nam Như Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.